Việt Nam vs xả dập xê út. 19 giờ tối nay ngày 16 tháng 11. Đăng ký kênh để xem nhé. Xin cảm ơn. Tuyển Việt Nam đã dành ra hai buổi để phân tích, đánh giá lại đội ả dập xê út qua hai trận đấu là trận lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022 mà Việt Nam đã để thua ngược 1-3 và trận đội bạn hòa Úc cách đây ít ngày. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đã chỉ rõ những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam ở trận đấu lượt đi, đó là việc giữ cự ly đội hình không tốt khoảng cách giữa các vị trí quá xa nhau, nhất là khu vực giữa sân các cầu thủ đã không tạo được tính kết nối, sự liên lạc giữa hàng phòng ngự và tiền vệ trung tâm không tốt, không chặt chẽ, để đối phương khai thác triệt để. Hai nách không được quán xuyến tốt khi trọng hoàng, phải, văn thanh trái không đủ tốc độ để theo kịp các pha dốc biên của đối thủ, nên đã bị đội Ả Dập Xê Út khoét rất nhiều hai vị trí này. Hệ thống phòng ngự không có có sự hỗ trợ bọc lót, và để xảy ra nhiều sai sót cá nhân đội tuyển Việt Nam cũng đưa ra nhận định, xét về độ khéo léo và nhanh nhẹn, các cầu thủ Ả Rập Xê Út hiện là tốt nhất tại bảng B. Họ không chỉ rất khỏe, mà còn chơi áp sát tốt và tốc độ còn nhanh hơn các tuyển thủ Nhật Bản. Chuyên gia đoàn Minh Sương cũng có chung quan điểm, đội bóng của huấn luyện viên Ek đang chủ động và rộng đường tính toán nhất ở bảng B. Nhìn lại suốt lượt đi, ngoài trận đấu bùng nổ khi tuyển Việt Nam mất người vì duy mạnh, bị thẻ vàng thứ hai nên Ả Rập Xê Út thắng ngược. Các trận còn lại đội bạn chỉ thắng cách biệt một bàn như thắng đội Oman, Nhật Bản đều với tỷ số 1-0, thắng đội Trung Quốc 3-2. Ả à Rập Xê Út cũng vừa hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà đội Úc cho thấy họ chơi thực dụng và ngày càng nhuần nhuyễn. Đội Ả à Rập Xê Út sở hữu những cầu thủ đồng đều và có một vài cá nhân đặc biệt xuất sắc, có thể tạo điểm nhấn cho trận đấu như Andosari, Anmu -an Lat hay đội trưởng An Farais. Do vậy mục tiêu tối thượng của họ là giành được 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng dự đoán kết quả tuyển Việt Nam vs xả dập Xê Út, chờ Quang Hải bùng nổ. Nguyễn Quang Hải cùng tuyển Việt Nam hứa hẹn tạo bất ngờ cho Ả Dập Xê Út ở vòng loại thứ ba bảng B World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 16 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Ả Dập Xê Út đang dẫn đầu bảng B với 13 điểm 4 thắng, 1 hòa, sau 5 vòng đấu trong khi tuyển Việt Nam xếp cuối bảng với 5 trận toàn thua. Mục tiêu của Ả Dập Xê Út không ngoài chiến thắng trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang, seo nhằm củng cố ngôi đầu. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội đạt mục tiêu chơi cống hiến, hết mình phục vụ người hâm mộ. Về phong độ, Ả Dập Xê Út vừa thủ hòa thành công tuyển Úc mạnh hơn ngay trên sân đối phương. Đội bóng Tây Á còn giữ kỷ lục bất bại 10 trận, 9 thắng, 1 hòa từ đầu năm 2021. Trong khi đó, tuyển Việt Nam vừa thua Nhật Bản 0-1 ở trận gần nhất và đang có chuỗi 6 trận toàn thua. Về đối đầu, tuyển Việt Nam thua 1-3 trước Ả Dập Xê Út ở lần chạm trán lượt đi. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khởi đầu như mơ, với bàn thắng từ phút thứ 3 của Quang Hải. Tuy nhiên, Duy Mạnh bị phạt thẻ đỏ, rời sân từ phút 54 và tuyển Việt Nam thua ngược. Nếu thi đấu thăng hoa giống hiệp 1 ở lượt đi cộng với sự cổ vũ của khán giả nhà, tuyển Việt Nam có khả năng tạo bất ngờ bất chấp đối thủ đang có phong độ cao. Các nhà cái quốc tế đưa tỷ lệ tuyển Ả Rập Xê Út chấp 1-1 trên 4 bàn trước tuyển Việt Nam trong khi tỷ lệ tổng bàn thắng là 2-1 trên 2 bàn. Càng gần giờ đấu, tỷ chấp giảm xuống còn một bàn cho thấy sự tôn trọng của đối thủ, lẫn giới phân tích dành cho tuyển Việt Nam. Với tỷ lệ này, khả năng tuyển Việt Nam sẽ chơi trận cống hiến, nỗ lực có bàn thắng vào lưới Ả Rập Xê -út, trong đó Quang Hải đang có phong độ tốt được kỳ vọng lớn. Trận đấu cũng hứa hẹn bùng nổ bàn thắng. Dự đoán kết quả, tuyển Việt Nam hòa Ả Dập Xê -út với tỷ số 22. Việt Nam vs Ả Dập Xê 19 giờ tối nay ngày 16 tháng 11. Đăng ký kênh để xem nhé. Xin cảm ơn tuyển Việt Nam đã dành ra hai buổi để phân tích, đánh giá lại đội Ả Dập Xê Út qua hai trận đấu là trận lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022 mà Việt Nam đã để thua ngược 1-3 và trận đội bạn hòa Úc cách đây ít ngày. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đã chỉ rõ những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam ở trận đấu lượt đi, đó là việc giữ cự ly đội hình không tốt, khoảng cách giữa các vị trí quá xa nhau, nhất là khu vực giữa sân các cầu thủ đã không tạo được tính kết nối sự liên lạc giữa hàng phòng ngự và tiền vệ trung tâm không tốt, không chặt chẽ, để đối phương khai thác triệt để. Hai nách không được quán xuyến tốt khi trọng hoàng, phải, văn thanh trái không đủ tốc độ để theo kịp các pha dốc biên của đối thủ, nên đã bị đội ả dập xê út khoét rất nhiều hai vị trí này. Hệ thống phòng ngự không có có sự hỗ trợ bọc lót, và để xảy ra nhiều sai sót cá nhân. Đội tuyển Việt Nam cũng đưa ra nhận định, xét về độ khéo léo và nhanh nhẹn, các cầu thủ ả dập xê út hiện là tốt nhất tại bảng B. Họ không chỉ rất khỏe, mà còn chơi áp sát tốt và tốc độ còn nhanh hơn các tuyển thủ Nhật Bản. Chuyên gia đoàn Minh Sương cũng có chung quan điểm, đội bóng của huấn luyện viên Ekverinat đang chủ động và rộng đường tính toán nhất ở bảng B. Nhìn lại suốt lượt đi, ngoài trận đấu bùng nổ khi tuyển Việt Nam mất người vì Duy Mạnh, bị thẻ vàng thứ hai nên Ả à Dập Xê Út thắng ngược, các trận còn lại đội bạn chỉ thắng cách biệt một bàn như thắng đội Oman, Nhật Bản đều với tỷ số 1-0, thắng đội Trung Quốc 3-2. Ả à Dập Xê Út, cũng vừa hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà đội Úc cho thấy họ chơi thực dụng và ngày càng nhuần nhuyễn. Đội Ả Dập Xê Út, sở hữu những cầu thủ đồng đều và có một vài cá nhân đặc biệt xuất sắc, có thể tạo điểm nhấn cho trận đấu như Andosari, Anmuwanlat hay đội trưởng Anpharis. Do vậy mục tiêu tối thượng của họ là giành được 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng. Dự đoán kết quả tuyển Việt Nam vs Ả Dập Xê Út, chờ quang hải bùng nổ. Nguyễn Quang Hải cùng tuyển Việt Nam hứa hẹn tạo bất ngờ cho Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ ba bảng B World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 16 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu bảng B với 13 điểm 4 thắng, 1 hòa, sau 5 vòng đấu trong khi tuyển Việt Nam xếp cuối bảng với 5 trận toàn thua. Mục tiêu của Ả Rập Xê Út không ngoài chiến thắng trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang, seo nhằm củng cố ngôi đầu. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội đạt mục tiêu chơi cống hiến hết mình phục vụ người hâm mộ. Về phong độ, Ả Rập Xê Út vừa thủ hòa thành công tuyển Úc mạnh hơn ngay trên sân đối phương. Đội bóng Tây Á còn giữ kỷ lục bất bại 10 trận, 9 thắng, 1 hòa từ đầu năm 2021. Trong khi đó, tuyển Việt Nam vừa thua Nhật Bản 0-1 ở trận gần nhất và đang có chuỗi 6 trận toàn thua. Về đối đầu, tuyển Việt Nam thua 1-3 trước Ả Rập Xê Út ở lần chạm trán lượt đi. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khởi đầu như mơ, với bàn thắng từ phút thứ 3 của Quang Hải. Tuy nhiên, Duy Mạnh bị phạt thẻ đỏ, rời sân từ phút 54 và tuyển Việt Nam thua ngược. Nếu thi đấu thăng hoa giống hiệp 1 ở lượt đi cộng với sự cổ vũ của khán giả nhà, tuyển Việt Nam có khả năng tạo bất ngờ bất chấp đối thủ đang có phong độ cao. Các nhà cái quốc tế đưa tỷ lệ tuyển Ả à Dập Xê Út chấp 1-1 trên 4 bàn trước tuyển Việt Nam trong khi tỷ lệ tổng bàn thắng là 2-1 trên 2 bàn. Càng gần giờ đấu, tỷ chấp giảm xuống còn một bàn cho thấy sự tôn trọng của đối thủ, lẫn giới phân tích dành cho tuyển Việt Nam. Với tỷ lệ này, khả năng tuyển Việt Nam sẽ chơi trận cống hiến, nỗ lực có bàn thắng vào lưới Ả Rập Xê Út, trong đó Quang Hải đang có phong độ tốt được kỳ vọng lớn. Trận đấu cũng hứa hẹn bùng nổ bàn thắng. Dự đoán kết quả, tuyển Việt Nam hòa Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-2, Việt Nam vs Ả Rập Xê Út. 19 giờ tối nay ngày 16 tháng 11. Đăng ký kênh để xem nhé. Xin cảm ơn. Tuyển Việt Nam đã dành ra hai buổi để phân tích, đánh giá lại đội Ả Rập Xê Út qua hai trận đấu là trận lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022, mà Việt Nam đã để thua ngược 1-3 và trận đội bạn hòa Úc cách đây ít ngày. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đã chỉ rõ những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam ở trận đấu lượt đi, đó là việc giữ cự ly đội hình không tốt, khoảng cách giữa các vị trí quá xa nhau, nhất là khu vực giữa sân các cầu thủ đã không tạo được tính kết nối, sự liên lạc giữa hàng phòng ngự và tiền vệ trung tâm không tốt, không chặt chẽ, để đối phương khai thác triệt để hai nách không được quán xuyến tốt khi trọng hoàng, phải, văn thanh trái không đủ tốc độ để theo kịp các pha dốc biên của đối thủ, nên đã bị đội Ả dập Xê Út khoét rất nhiều hai vị trí này. Hệ thống phòng ngự không có có sự hỗ trợ bọc lót, và để xảy ra nhiều sai sót cá nhân. Đội tuyển Việt Nam cũng đưa ra nhận định, xét về độ khéo léo và nhanh nhẹn, các cầu thủ Ả dập Xê Út hiện là tốt nhất tại bảng B. Họ không chỉ rất khỏe, mà còn chơi áp sát tốt và tốc độ còn nhanh hơn các tuyển thủ Nhật Bản. Chuyên gia đoàn Minh Sương cũng có chung quan điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Ekverinat đang chủ động và rộng đường tính toán nhất ở bảng B. Nhìn lại suốt lượt đi, ngoài trận đấu bùng nổ khi tuyển Việt Nam mất người vì duy mạnh, bị thẻ vàng thứ hai nên Ả à Rập Xê Út thắng ngược, các trận còn lại đội bạn chỉ thắng cách biệt một bàn như thắng đội Oman, Nhật Bản đều với tỷ số 1-0, thắng đội Trung Quốc 3-2. Ả à Rập Xê Út cũng vừa hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà đội Úc cho thấy họ chơi thực dụng và ngày càng nhuần nhuyễn. Đội Ả à Rập Xê Út sở hữu những cầu thủ đồng đều và có một vài cá nhân đặc biệt xuất sắc, có thể tạo điểm nhấn cho trận đấu như Andosari, An Anlat hay đội trưởng Anfarais. Do vậy mục tiêu tối thượng của họ là giành được 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng. Dự đoán kết quả tuyển Việt Nam vs xả dập xê út, chờ Quang Hải bùng nổ. Nguyễn Quang Hải cùng tuyển Việt Nam hứa hẹn tạo bất ngờ cho Ả Dập Xê Út ở vòng loại thứ ba bảng B World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 16 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Ả à Dập si Út đang dẫn đầu bảng B với 13 điểm, 4 thắng, 1 hòa, sau 5 vòng đấu trong khi tuyển Việt Nam xếp cuối bảng với 5 trận toàn thua. Mục tiêu của Ả à Dập si Út không ngoài chiến thắng trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang, SEO nhằm củng cố ngôi đầu. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội đạt mục tiêu chơi cống hiến, hết mình phục vụ người hâm mộ. Về phong độ, Ả à Dập si Út vừa thủ hòa thành công tuyển Úc mạnh hơn ngay trên sân đối phương. Đội bóng Tây Á còn giữ kỷ lục bất bại 10 trận. 9 thắng, 1 hòa từ đầu năm 2021. Trong khi đó, tuyển Việt Nam vừa thua Nhật Bản 0-1 ở trận gần nhất và đang có chuỗi 6 trận toàn thua. Về đối đầu, tuyển Việt Nam thua 1-3 trước Ả à Dập Xê Út ở lần chạm trán lượt đi. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo khởi đầu như mơ, với bàn thắng từ phút thứ 3 của Quang Hải. Tuy nhiên, Duy Mạnh bị phạt thẻ đỏ, rời sân từ phút 54 và tuyển Việt Nam thua ngược. Nếu thi đấu thăng hoa giống hiệp 1 ở lượt đi,